Thưa quý vị, sáng ngày 9 tháng 12, Danh Hải bị đột quỵ và phải nhập viện Hoàn Mỹ. Dù được các bác sĩ hết lòng chữa trị, nhưng Chí Tài được không qua khỏi. Hiện tại thì nhiều đồng nghiệp và nghệ sĩ vô cùng sốc trước thông tin này. Có rất nhiều khán giả đặt câu hỏi về cho chúng tôi về bệnh đột quỵ là gì? Người tập luyện thể thao có bị đột quỵ hay không? Khi có tiền sử bị đột quỵ, người bệnh sẽ sống trong cảm giác gì? Với những phóng sự chân thực về những bệnh nhân từng có tiền sử mắc bệnh đột quỵ, mời quý vị cùng theo dõi những thông tin đáng chú ý ngay sau đây. Thời tiết nắng nóng kéo dài làm tăng nguy cơ các bệnh đột quỵ do nhiệt, huyết áp, tim mạch, sốc nhiệt, đặc biệt đối với những trường hợp người lớn tuổi có các bệnh lý mãn tính như tiểu đường, huyết áp, tim mạch thì nguy cơ bị đột quỵ càng cao hơn. Khoa chúng tôi trung bình ngày nào cũng có bệnh nhân đột quỵ. Đó là những đột quỵ nói chung, còn những bệnh nhân mà đột quỵ đến sớm trong những giờ đầu có thể can thiệp được, ví dụ như là tiêu huyết khối hoặc là can thiệp lấy huyết khối, thì trung bình một ngày ở khoa cấp cứu A9 bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận trung bình khoảng 2 ca, có những hôm nhiều có thể lên đến 6, 7 ca bệnh nhân đột quỵ. Và đặc điểm của những bệnh nhân đột quỵ dạo gần đây, những năm gần đây thì cho chúng tôi thấy là mức độ bệnh nó phức tạp hơn so với rất nhiều so với những năm trước. Đối nhóm đối tượng mà hay bị nguy cơ cao bị bệnh đột quỵ não, bị nhồi máu não, đó là những bệnh nhân tuổi cao, có nhiều bệnh đồng mắc phức tạp, ví dụ tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn lipid máu. Ông Huệ có tiền sử bệnh huyết áp, cũng do thời tiết thay đổi phức tạp, nắng nóng nên huyết áp ông tăng lên gây ra đột quỵ. Theo các bác sĩ, thời tiết nắng nóng khiến nhiệt độ cơ thể tăng cao, làm cho mất nhiều nước nên các mạch máu lên xuống thất thường, dẫn đến xuất huyết não do vỡ thành mạch máu. Trường hợp này thường xảy ra với những người huyết áp cao không kiểm soát đúng mức. Tình trạng lúc ấy là ông áp huyết lên, thấy mồm hơi méo. Đấy, thế thì gọi bác sĩ đến thì bác sĩ đo là 210 thì mới bác mới tiêm cho thì lúc gọi được xe cấp cứu lên thì lúc ấy chỉ còn 130 thôi. Bác sĩ chuẩn đoán tình trạng của bác như nào? Tai biến, đột quỵ tai biến. Đột quỵ não là bệnh lý có nguy cơ tử vong cao và gây hậu quả nặng nề như bị liệt, rối loạn ngôn ngữ, mất cảm giác, mất trí nhớ, hôn mê. Những bệnh nhân có tiền sử bệnh tim mạch rất dễ mắc đột quỵ như trường hợp bệnh nhân này. Nên là bác mổ năm nay là 17 năm mổ tim, mổ cũng tại bệnh viện đây. Lần này lần đầu tiên là bị này. Bác sĩ chuẩn đoán bác trai là làm sao? Tức là coi như là bảo là máu đông tràn trên não. Theo số liệu của Hội Đột quỵ Thế giới, cứ 6 người sẽ có một người đột quỵ. Ở Việt Nam, mỗi năm có 200.000 người bị đột quỵ. Tỷ lệ tử vong do đột quỵ ở nam giới là 18% và nữ giới là 23%. Đột quỵ là chứng bệnh vô cùng nguy hiểm. Nó đến bất ngờ khiến người bệnh có thể tử vong nếu không biết cách cấp cứu kịp thời. Nếu may mắn được cứu sống, bệnh nhân có nguy cơ cao mắc các biến chứng nguy hiểm như rối loạn nhận thức, mất khả năng vận động, nhiễm trùng đường tiết niệu, khó khăn trong việc nói hoặc nuốt, rối loạn tâm lý. Nguyên nhân có thể là do cái cách tuân thủ uống thuốc hàng ngày, hai nữa không thường xuyên đi khám để kiểm soát, ví dụ như bệnh nhân đái tháo đường kiểm soát đường máu hay rối loạn lipid máu. Thứ ba có thể là do ăn uống không có cái chế độ ăn uống hợp lý, thường là quá phát. Dạo gần có thể do những năm gần đây người ta nhậu nhẹt quá nhiều, không chịu chăm lo đến sức khỏe. Các bác sĩ khuyến cáo người dân tránh sự thay đổi đột ngột về nhiệt độ trong khoảng thời gian ngắn, gây bất lợi cho cơ thể. Cơ thể cần thời gian để thích nghi với những thay đổi thời tiết như hiện nay. Dù bạn có thường xuyên quan tâm tới sức khỏe của mình hay chật vật sống với thuốc thang để qua cơn bão bệnh, thì đột quỵ cũng giống như cơn bão, có thể sẵn sàng ghé thăm bất cứ lúc nào. Do đó bạn đừng nên chủ quan. Nhiều người cứ tưởng rằng đột quỵ chỉ xảy ra những người trung niên, trở nên thực tế đột quỵ có thể xảy ra bất cứ độ tuổi nào và để lại hậu quả nặng nề. Dưới đây là một số mẹo nhận biết và ngăn ngừa đột quỵ, đau tim vô cùng cần thiết. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Theo số liệu của Viện Tim Mạch, từ 1 đến 2% dân số thế giới mắc bệnh suy tim, ước tính vào khoảng 26 triệu người. Tại Việt Nam, mỗi năm nước ta có khoảng 200.000 người tử vong vì bệnh tim mạch, chiếm 33% trường hợp tử vong, gấp 20 lần số tử vong do ung thư và gấp 10 lần số tử vong vì tai nạn giao thông. Cái nguyên nhân mà bẩm sinh thì thường hay gặp ở những cái nhóm trẻ nhỏ hoặc là những cái người mà ở cái tuổi thanh thiếu niên. Cái nhóm nguyên nhân thứ hai là nhóm nguyên nhân mắc phải. Thì thực tế thì cái nhóm bệnh nhiệt tim mà do nhóm nguyên nhân mắc phải hiện tại bây giờ cùng với sự phát triển của kinh tế rồi xã hội thì nó ngày càng tăng lên. Tổ chức Y tế Thế giới ước tính hàng năm có đến 17,2 triệu người tử vong do các bệnh liên quan đến tim mạch và số người bệnh tích lũy ngày một nhiều. Và ra bác ra hồi này chụp chiếu á, bị bác cấp cứu mà ra hồi này chụp chiếu mới phát hiện ra là bệnh tim gan. Trước lúc đây thì có biểu hiện gì không ạ? Cũng không thấy biểu hiện gì, chỉ thấy khó ăn với nóng mặt. Tôi bị suy tim. Bị lâu chưa ạ? Bị từ tháng 1 năm 18 này. Cái biểu hiện bị bệnh của bác là gì ạ? Nó khó thở, tức ngực. Theo thống kê của Hội Tim Mạch cũng cho thấy, cứ 3 ca tử vong tại bệnh viện thì có 1 ca chết do bệnh về tim. Hiện nay, mỗi năm chúng ta có 600.000 ca tử vong, thì có 200.000 ca tử vong do bệnh tim mạch. Đó là những con số đáng báo động. Theo quan điểm của tôi thì cái bệnh lý tim mạch có lẽ là nó xếp hàng nhóm ảnh hưởng thứ nhất hoặc là thứ hai đến các bệnh lý, đến cái tầm ảnh hưởng của xã hội, không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng sống của bệnh nhân, của người nhà bệnh nhân, rồi của cộng đồng mà còn ảnh hưởng đến mặt kinh tế. Bác bị sốt virus xong rồi nhiễm vào tim, đưa lên đây được 20 ngày rồi. Chờ đến điều trị ra bệnh, cảm thấy sức khỏe cũng sắp hồi phục. Các triệu chứng chính của cơn đau tim bao gồm đau ngực hoặc khó chịu trong ngực, cảm thấy như có một khối chèn sau xương ức. Đau có thể lan ra từ ngực đến hàm, dạ dày, lưng, vai trái hoặc cánh tay. Có thể đi kèm nhịp tim bất thường, thở dốc, khó tiêu hoặc các triệu chứng khác như chứng ợn nóng, chóng mặt, đổ mồ hôi lạnh, buồn nôn hoặc nôn mửa, hoặc cảm giác lo âu hoặc yếu người rõ rệt. Phòng bệnh có lẽ là ngày càng trở nên rất vô cùng quan trọng trong cái bệnh lý tim mạch này, bởi vì nó không chỉ là với những cái người mà mình phát hiện ra bệnh rồi thì lúc đấy điều trị là quá muộn rồi, và có thể lúc đấy cái gánh nặng kinh tế cũng rất là nhiều, nên cái chuyện mà mình phát hiện sớm thì rất là quan trọng. Tai biến mạch máu não hay còn gọi là đột quỵ và nhồi máu cơ tim là hai căn bệnh có nguy cơ tử vong rất cao, thường liên quan đến sự hình thành các cục máu đông gây nên tắc nghẽn động mạch. Đây chính là lý do khiến nhiều người thường lầm tưởng hai bệnh này là một và gọi chung là tai biến hay đột quỵ. Các triệu chứng của đột quỵ bao gồm mờ mắt hoặc mất thị lực đột ngột, yếu đột ngột ở một bên cơ thể hoặc ở mặt, tê một vùng cơ thể, khó nuốt, đau đầu dữ dội, đột ngột ngã hoặc mất ý thức. Đây chính là những biểu hiện lâm sàng mà chúng ta có thể dễ dàng phát hiện cũng như phân biệt hai loại bệnh lý này, giúp cấp cứu kịp thời hiệu quả. Tình trạng lúc ấy là ông áp huyết lên, thấy mồm hơi méo. Đấy, thế thì gọi bác sĩ đến thì bác sĩ đo là 210 thì mới bác mới tiêm cho thì lúc gọi được xe cấp cứu lên thì lúc bấy chỉ còn 130 thôi. Thế là đưa ông thẳng xuống đây thế thôi. Hiện nay thì tình trạng của bác như thế nào ạ? Vẫn người ấy chưa ăn thua. Vẫn cứ như cái hôm đầu tiên thôi, chưa ăn thua. Bác đưa xe cứu thương đến nhà thì là coi như là bác bảo là đến bệnh viện Hợp Lực ở Thanh Hóa thì máu đông ở trên não thì bác bảo phải tiêm kịp thời phát thuốc này để cho tan máu. Theo số liệu của Hội Đột Quỵ Thế Giới, cứ 6 người sẽ có 1 người bị đột quỵ. Ở Việt Nam, mỗi năm có khoảng 200.000 người bị đột quỵ. Tỷ lệ tử vong do đột quỵ ở nam giới là 18% và ở nữ giới là 23%. Đột quỵ là chứng bệnh vô cùng nguy hiểm. Nó đến bất ngờ khiến người bệnh có thể tử vong nếu không biết cách cấp cứu kịp thời. Nếu may mắn được cứu sống, bệnh nhân có nguy cơ cao mắc các biến chứng nguy hiểm như rối loạn nhận thức, mất khả năng vận động, nhiễm trùng đường tiết niệu,
khó khăn trong việc nói, nuốt hoặc rối loạn tâm lý. Khoa chúng tôi trung bình ngày nào cũng có bệnh nhân đột quỵ. Đó là những đột quỵ nói chung, còn những bệnh nhân mà đột quỵ đến sớm trong giờ đầu có thể can thiệp được, ví dụ như là tiêu huyết khối hoặc là can thiệp lấy huyết khối, thì trung bình một ngày ở khoa cấp cứu A9 bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận trung bình khoảng 2 ca, có những hôm nhiều có thể lên đến 6-7 ca bệnh nhân đột quỵ. Và đặc điểm của những bệnh nhân đột quỵ dạo gần đây, những năm gần đây thì cho chúng tôi thấy là mức độ bệnh nó phức tạp hơn so rất nhiều so với những năm trước. Nguyên nhân dẫn đến đột quỵ bao gồm: thứ nhất, do sự thay đổi nhiệt độ đột ngột khiến cho cơ thể không kịp thích nghi, các mạch máu bị co lại dẫn đến huyết áp tăng nhanh và bị đột quỵ. Thứ hai, nhiệt độ lạnh cũng làm tăng số lượng tiểu cầu, hồng cầu và độ nhớt của máu. Khi đó, lượng enzyme tiêu hủy sợi huyết áp, lòng mạch bị thu hẹp, máu hay bị vón cục và lưu lượng máu qua não giảm dẫn đến tai biến. Thứ ba, nhiệt độ quá lạnh cũng dễ làm tăng tiết các catecholamine, chất trung gian cho nhiều hoạt động sinh lý và chuyển hóa. Khi chúng tăng lên, có thể dẫn đến co mạch ngoại biên, giãn mạch thụ động ở những nơi ít chịu ảnh hưởng như mạch não, mạch phổi, từ đó dẫn đến biến chứng đứt mạch não. Đối nhóm đối tượng mà hay bị nguy cơ cao bị đột quỵ não, bị nhồi máu não, đó là những bệnh nhân tuổi cao, có nhiều bệnh đồng mắc phức tạp, ví dụ tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn lipid máu, hay là một số những bệnh nhân đột quỵ trẻ hơn, ví dụ như mà có bệnh lý về tim mạch, dung nhĩ, hay là bệnh lý hẹp hở van hai lá. Để ngăn ngừa các cơn đau tim và đột quỵ hiệu quả, thì việc duy trì thói quen kiểm tra mức cholesterol, lượng đường trong máu và huyết áp thường xuyên, loại bỏ các thói quen không có lợi cho sức khỏe như sử dụng các chất kích thích như bia, rượu, cà phê và hút thuốc lá, kiểm soát cân nặng bằng chế độ ăn lành mạnh, tập luyện thường xuyên phù hợp với thể trạng sức khỏe là cách để tiết giảm nguy cơ mắc hai căn bệnh nguy hiểm này. Thưa quý vị, hiện nay mỗi năm chúng ta có 600.000 ca tử vong, thì trong đó 200.000 ca tử vong do bệnh tim mạch. Đó là những con số đáng báo động. Các triệu chứng chính của cơn đau tim như là đau ngực, khó chịu trong ngực, cảm thấy như có một khối chèn sau xương ức. Đau có thể lan ra đến ngực, hàm, dạ dày, lưng, vai trái, vai phải, cánh tay. Có thể đi kèm nhịp tim bất thường, thở dốc, khó tiêu hoặc là các triệu chứng khác. Một lần nữa thì Hồng Nhung khuyên các bạn không nên chủ quan, hãy quan tâm đến sức khỏe và những triệu chứng dù là nhỏ nhất. Xin kính chúc quý vị và các bạn sống khỏe mỗi ngày. Kính chào quý vị và hẹn gặp lại.